Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị theo dõi bản tin thời tiết đô thị ngày 10 tháng 7 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì thời tiết tại khu vực Bắc Bộ sẽ ít biến đổi so với 24 giờ trước đó. Ban ngày thì trời vẫn có nắng gián đoạn và khá oi nóng với mức nhiệt phổ biến là từ 33 cho đến 35 độ. Các tỉnh vùng núi phía Đông, vùng Trung du và Đồng bằng có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất xấp xỉ là 35 cho đến 36 độ. Đến khoảng chiều tối, khi mà vùng mây hình thành từ phía thượng Lào di chuyển sang thì nhiều khả năng là các tỉnh thuộc phía Tây Bắc Bộ sẽ có mưa rải rác với vùng tâm mưa tiếp tục tập trung tại khu vực Tây Bắc. Các tỉnh như là Lai Châu, Điện Biên và phía Bắc của Sơn La. Xuống tới các tỉnh miền Trung, mặc dù ban ngày trời nắng và nóng, tuy nhiên thì đến khoảng chiều tối và đêm, những cơn mưa rào xuất hiện tại các tỉnh thành phía Nam cũng sẽ xoa dịu phần nào bầu không khí oi bức ban ngày. Tuy nhiên ngày hôm nay thì quá trình mưa dông vào lúc chiều tối chỉ còn xảy ra từ khu vực của Bình Thuận và một vài nơi thuộc khu vực của Thanh Hóa cũng như là Khánh Hòa. Còn các tỉnh còn lại kéo dài từ Nghệ An trở vào cho đến khu vực của Phú Yên và Ninh Thuận thì trời có nắng sớm, nắng nhiều và gay gắt hơn trong thời điểm từ 10 giờ sáng cho đến 15 giờ chiều, với nhiệt độ cao nhất tiếp tục ổn định ở trong khoảng là từ 35 cho đến 38 độ. Vùng nóng nhất sẽ là Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận. Ngoài ra thì tại đây tình trạng khô hạn đã kéo dài nhiều ngày và ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt cũng như là sản xuất của bà con. Gió Tây Nam có cường độ suy giảm hơn đôi chút nên là lượng mưa dông tại khu vực Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ sẽ giảm hơn 24 giờ trước đó. Tuy nhiên, chi phối thời tiết tại khu vực Tây Nguyên vẫn là kiểu thời tiết có mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông xảy ra bất kể thời điểm trong ngày. Trong khi đó, ngay từ khoảng trưa chiều, các tỉnh miền Tây của Nam Bộ đã chuyển nhiều mây, có mưa và đến khoảng chiều tối và đêm thì vùng mưa dông sẽ lan dần ra các tỉnh thuộc miền Đông. Trong cơn dông cần phải đề phòng khả năng có sấm chớp và gió giật mạnh. Cụ thể ngày hôm nay, thời tiết trên các đô thị lớn được dự báo như sau. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, thời tiết tại thủ đô Hà Nội tiếp tục oi nóng với nhiệt độ trưa chiều ở mức là từ 34 đến 36 độ. Tuy nhiên, với hiệu ứng đô thị thì cảm giác sẽ còn nóng bức hơn nhiều. Để ngày thi cuối của đợt thi đại học và cao đẳng lần này đạt kết quả tốt thì quý vị phụ huynh cần tiếp tục cố gắng chăm sóc và có chế độ dinh dưỡng hợp lý cho con em mình. Đêm nay khu vực Hà Nội nhiều mây nên nhiệt độ hạ xuống và ở khoảng là 28 cho đến 29 độ. Thành phố Hải Phòng sẽ có mưa rào nhẹ trong buổi sớm, sau đó thì trời sẽ tạnh ráo và có nắng với nhiệt độ trưa chiều ở vào khoảng là 33 cho đến 35 độ. Được chọn là cụm thi chính tại các tỉnh thành phía Bắc nên là thành phố cũng tập trung đông thí sinh trong lần này. Mật độ dân cư tại thành phố không đông đúc như thủ đô Hà Nội nên thời tiết hôm nay sẽ khá thuận lợi cho quá trình đi lại của các thí sinh. Còn tại vùng ven biển của thành phố thì gió nam thổi với cường độ trung bình, thời tiết tốt và thuận lợi hơn cho các hoạt động chế biến thủy hải sản của bà con ngư dân. Đến với thành phố Đà Nẵng, hôm nay thì thành phố hầu như là không có mưa, ngày nắng và nóng, nhiệt độ cao. Ngay cả thời điểm từ tối cho đến đêm thì nhiệt độ cũng ở mức xấp xỉ và trên 30 độ nên là quá trình tiêu thụ điện năng tại các hộ gia đình là khá lớn. Dự báo thời kỳ khô hạn và nắng nóng tại khu vực Trung Trung Bộ, trong đó bao gồm có cả thành phố Đà Nẵng, còn kéo dài nên quý vị cần có biện pháp sử dụng tiết kiệm nguồn điện và nguồn nước. Đối với thành phố Hồ Chí Minh, sau khoảng 8 giờ sáng đến khoảng 15 giờ chiều thì thành phố ít mưa, có nắng với nhiệt độ sẽ tăng dần từ mức là 27 đến 28 độ lên ngưỡng là 32 đến 33 độ vào lúc trưa chiều. Tuy nhiên đến khoảng chiều tối sau quá trình tích ẩm đủ dài thì những đám mây dông sẽ kéo đến và cho mưa rào trên khu vực này. Do vậy quý vị phụ huynh nhớ mang theo các vật dụng che mưa cần thiết khi mà đưa đón con em mình và chú ý đó là không nên đi gần các công trường đang xây dựng vì nguy cơ gió cuốn bụi sẽ làm ảnh hưởng đến tầm nhìn và gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông. Về đêm thành phố giảm mưa và nhiệt độ sẽ giữ ở khoảng là 26 đến 27 độ cùng độ ẩm không khí trung bình là 80 đến 90% nên là thời tiết rất dễ chịu. Đến với thành phố Cần Thơ, hôm nay thành phố đôi lúc nhiều mây, mưa rào có khả năng xuất hiện từ khoảng trưa chiều, khiến cho nền nhiệt độ cao nhất tại thành phố ở dưới ngưỡng 31 độ. Tuy mưa có lượng không nhiều nhưng mà trời nhiều mây và độ ẩm không khí còn cao nên vẫn chưa thuận lợi cho việc hong phơi đồ đạc của người dân thành phố. Ngoài ra thì thời tiết mưa ẩm nên hiện nay trên đồng ruộng đang là thời kỳ cao điểm dầy nâu trưởng thành di trú với mật độ rất cao. Bà con nhà nông nên thăm đồng thường xuyên để phát hiện và có biện pháp xử lý phù hợp hiệu quả. Về đêm thì thành phố sẽ không mưa nên nhiệt độ hạ dần về khoảng là 26 độ cùng độ ẩm không khí trung bình ở khoảng là 90%. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin dự báo thời tiết và đô thị của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.